Ngọc Như và Tuấn Anh thay mặt những người thực hiện chương trình 365 ngày chuyển động xin kính chào bà con và quý khán giả. Chúng tôi xin gửi đến bà con và quý khán giả những thông tin nông nghiệp hữu ích, những mô hình sản xuất hiệu quả lợi cao của nông dân các vùng miền. Trong đó miền Tây đa dạng các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu, còn tỉnh Lâm Đồng thì mạnh về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thông tin ban biên tập tổng hợp ngày hôm nay mời bà con điểm qua. Nông sản Lâm Đồng tăng giá mạnh giáp Tết, tăng mạnh nhất là đậu leo, ớt chuông đỏ, một số loại hoa. Với ý nghĩa cầu dừa đủ xài, nhà vườn Hậu Giang đón đầu Tết chuẩn bị 50 tấn mãng cầu xiêm. Lâm Đồng tìm đầu ra cho nông sản bằng nhiều giải pháp. Là tỉnh đi đầu ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp. Vậy ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao như thế nào là đúng? Mời bà con và quý khán giả tìm hiểu nền nông nghiệp Lâm Đồng hiện nay. Chúng tôi rất không vui khi những ngày sắp đón xuân mà lại nhận được thông tin giá một số loại nông sản của nhà vườn rớt giá. Xoài Đài Loan ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũng cùng cảnh ngộ rớt giá do dòi chợ. Giá rớt mà năng suất cũng giảm mấy chục phần trăm, cho nên nhà vườn rất lo lắng, không có lời nếu mà giá xoài tiếp tục giảm. Cụ thể, thông tin giá xoài được ghi nhận tại các nhà vườn Hậu Giang như sau. Hiện tại, thương lái vào tận vườn thu mua xoài Đài Loan loại 1 có bao trái, đẹp, giá từ 12.000 đến 14.000 đồng một ký, giảm một nửa giá tiền so với cùng kỳ năm trước. Xoài loại 2 giá từ 6.000 đến 8.000 đồng một ký. Riêng một số nhà vườn, xoài không được bao trái, có ít thương lái đến hỏi mua. Bên cạnh giá xoài giảm mạnh thì nhà vườn còn kém vui bởi năng suất giảm từ 20 đến 30% so với vụ trước. Sản lượng giảm nguyên nhân là do thời tiết xoài ra bông gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi nên đậu trái ít. Hiện nay đang là thời điểm thu hoạch xoài Tết nên dội chợ giá giảm. Với giá bán như hiện nay, sau khi trừ hết các khoản chi phí, nhà vườn trồng xoài lời trên 6 triệu đồng một công. Toàn huyện Phụng Hiệp, diện tích trồng xoài 466 ha, trong đó xoài Đài Loan chiếm 50%, hiện đang cho trái 100 ha. Thời tiết năm nay ảnh hưởng rất lớn, không chỉ nhà vườn trồng xoài ở miền Tây, mà các nhà vườn trồng địa lan ở vùng khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, Lâm Đồng cũng điêu đứng vì 70% qua nở sớm. Vậy thì bên cạnh yếu tố thời tiết bất lợi, còn có nguyên nhân nào khác nữa hay không? Phóng viên 365 ngày chuyển động đã tìm hiểu và có phỏng vấn ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng. Bà con quan tâm đón xem ở những bản tin sau. Bù lại là nhiều loại nông sản khác của tỉnh Lâm Đồng đang tăng giá mạnh. Do thị trường tiêu thụ mạnh, tuần qua giá ớt chuông Đà Lạt màu đỏ đã tăng cao. Bên cạnh đó thì do nguồn cung giảm cho nên giá đậu leo cũng tăng so với tuần trước. Phóng viên chương trình có tổng hợp giá rau củ và hoa các loại gửi đến bà con tham khảo. Cụ thể, giá ớt chuông Đà Lạt màu vàng 12.000 đồng một ký, tăng 2.000 đồng một ký. Ớt chuông Đà Lạt màu đỏ 20.000 đồng một ký. Đậu leo 12.000 đồng một ký, đều tăng 7.000 đồng một ký so với tuần trước. Xà lách Coron Đà Lạt 20.000 đồng một ký, tăng 4.000 đồng. Bắp cải 3.000 đồng một ký, tăng 1.000 đồng. Đối với các sản phẩm hoa, do thị trường tiêu thụ tăng trở lại nên giá các loại hoa Đà Lạt tăng nhẹ so với tuần trước. Hoa hồng đỏ 28.000 đồng một chục, hoa hồng màu các loại 25.000 đồng một chục, hoa lai ơn 28.000 đồng một chục, hoa cúc chùm 7.000 đồng một bó, đều tăng 2.000 đồng. Hoa cúc cành 18.000 đồng một chục, tăng 4.000 đồng một chục, hoa đồng tiền 28.000 đồng một chục, tăng 3.000 đồng một chục. Mặc dù năm 2018, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đạt con số khá cao, 38.700 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất bình quân trên mỗi hecta năm 2018 là 169 triệu đồng, vượt 6 triệu đồng một hecta một năm so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, đầu ra cho nông sản ở nhiều thời điểm vẫn còn khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống của bà con nông dân ở địa phương. Vậy thì cách nào để nông sản thôi bấp bênh về giá, đầu ra ổn định trong lúc nông dân ở Lâm Đồng đang chuyển hướng sang làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao? Câu hỏi này cũng là trăn trở của hầu hết ngành nông nghiệp các địa phương ở cả nước và bà con nông dân. Và tỉnh Lâm Đồng, năm 2019 sẽ ưu tiên đẩy mạnh các hình thức liên kết trong sản xuất, như liên kết giữa người sản xuất và tiêu thụ, liên kết giữa người sản xuất với đơn vị cung ứng vật tư đầu vào, giữa các vùng nguyên liệu, liên kết với các địa phương là thị trường tiêu thụ chính để phối hợp trong công tác quản lý, chỉ đạo, hình thành các chuỗi sản xuất, sản phẩm an toàn, được quản lý chặt chẽ, thuận tiện trong công tác truy xuất nguồn gốc. Song song đó, thực hiện tốt công tác dự báo thị trường, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho địa phương, vùng và quốc gia, đặc biệt là các sản phẩm đặc thù có lợi thế để gắn kết phát triển du lịch và đẩy mạnh xuất khẩu. Quảng bá phát triển thương hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành.
Năm 2018, diện tích gieo trồng rau toàn tỉnh Lâm Đồng hơn 61.300 ha, tổng sản lượng đạt hơn 2 triệu tấn một năm. Sản lượng rau củ quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn chỉ chủ yếu bán ở thị trường trong nước dưới dạng tươi, chưa qua chế biến, thông qua các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị trên cả nước. Chỉ có khoảng 10% lượng rau củ quả được xuất khẩu sang thị trường các nước châu Á như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc. Một trong những nguyên nhân dẫn đến rau quả Lâm Đồng mới đạt tỷ lệ xuất khẩu thấp là do dịch vụ sau thu hoạch chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, đó là dịch vụ hậu cần, dịch vụ logistics. Năm nào cũng vậy, nhà nông đón đầu thị trường Tết bằng những sản phẩm mang ý nghĩa không thể thiếu trong mâm ngũ quả. Bên cạnh trái xoài, dưa hấu, đu đủ thì trái mãng cầu tiêu thụ rất là mạnh. Đây là chính là trái mãng cầu sim, một loại trái cây mới phát triển mạnh ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang sau đợt hạn mặn lịch sử năm 2016. Sức sống của mãng cầu sim rất là mãnh liệt, chịu được hạn mặn và cả phèn. Hiện nay bên cạnh việc cung ứng mãng cầu theo hợp đồng ký kết với công ty chế biến nông sản Tiến Thịnh, thì các xã viên của hợp tác xã mãng cầu sim Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũng đang chuẩn bị hơn 50 tấn mãng cầu sim để trưng bán trong dịp Tết. Mãng cầu sim mà hợp tác xã mãng cầu sim Hòa Mỹ chuẩn bị bán trong dịp Tết có trọng lượng từ 200 gram cho đến 1 ký. Do năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh nhiều nên chi phí sản xuất tăng, giá bán dự kiến sẽ cao hơn năm trước từ 3.000 đến 5.000 đồng một trái, dao động từ 15.000 cho đến 25.000 đồng một trái tùy chất lượng. Bên cạnh việc chuẩn bị mãng cầu chưng Tết như hàng năm, thì đặc biệt năm nay các nhà vườn còn sản xuất, thử nghiệm khoảng 1.000 trái mãng cầu vàng bằng cách bao trái để vỏ trái có màu vàng ánh đặc trưng. Do là năm đầu sản xuất thử nghiệm cho nên tỷ lệ đạt chỉ khoảng 70%. Thưa quý khán giả và bà con, làm nông nghiệp hữu cơ thì nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức cần rất nhiều vốn và phải am hiểu kỹ thuật nữa. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng và đột phá cho ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là một trong những chiến lược lâu dài của ngành nông nghiệp tỉnh nhằm mang lại giá trị sản xuất cao trong canh tác và hạn chế những tác động của nông nghiệp đến môi trường sống, môi trường sản xuất của người nông dân. Nhưng mà tuy nhiên, anh Tuấn Anh có nhắc đó là làm công nghệ cao thì không hề dễ chút nào. Và trước tiên là phải hiểu đúng, hiểu đủ về ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp là cần phải chú trọng những gì. Bởi vì hiện nay, không ít nông dân ở Lâm Đồng lúng túng khi phát sinh các vấn đề ngoài mong muốn như là ô nhiễm môi trường, dịch bệnh mới xuất hiện, chưa có giải pháp hạn chế hữu hiệu. Vậy thì ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thế nào là đúng? Mời quý khán giả và bà con xem phóng sự sau đây để phần nào hiểu rõ hơn. Nói về sản xuất nông nghiệp nhà kính, canh tác theo phương pháp ứng dụng công nghệ hiện đại, nông dân canh tác và thu hoạch chủ động trên mảnh đất của mình đang áp dụng tại tỉnh Lâm Đồng. Nông dân cho rằng là trong nhà kính là nó tạo cái điều kiện thuận lợi hơn, mà cũng là một phần là bắt buộc. Bởi vì thời tiết bây giờ nó biến đổi nhiều lắm, mà nói chung là làm công nghệ cao phụ thuộc là nhiều vào thời tiết. Còn đối với người tiêu dùng thì sao? Người ta nói là trong nhà kính nó thủy canh đồ, theo như mình nghe nói nhiều thì cái đó là nó vấn đề nó an toàn vệ sinh nhiều hơn, là giống như là ít hạn chế về cái việc phân bón hay thuốc trừ sâu, cái vấn đề đó hạn chế nhiều hơn, mình biết vậy thôi. Nếu so sánh sản phẩm rau hoa công nghệ cao trồng nhà kính và rau hoa trồng thông thường theo kiểu truyền thống ở địa phương thì năng suất và chất lượng rất khác nhau. Trong nhà kính đỡ sâu bệnh hơn, vì ngoài trời là sâu bệnh nhiều, còn cái dâu này mình trồng phải cách ly ra khỏi bông, khỏi cây hoa cúc. Về bản chất, nhà kính là một hệ thống cung cấp một môi trường trồng trong nhà tối ưu khi môi trường bên ngoài có thể ấm hơn, khô hơn hoặc lạnh hơn những gì cây trồng yêu cầu. Nhà kính cho phép kiểm soát môi trường phụ thuộc vào bộ phận cấu thành và chúng cũng có khả năng tự nóng lên do bức xạ của mặt trời khi đi qua lớp kính trong suốt bị hấp thụ bởi thực vật, đất đai. Cái điều kiện trong nhà kính thì người ta có thể quản lý được nhiệt độ, quản lý được côn trùng, dịch hại, quản lý được tưới tiêu, tưới nhỏ giọt. Như vậy, các nhà khoa học và các nhà chuyên môn khẳng định, nhà kính thực chất chỉ là một trong những phương pháp dùng trong canh tác áp dụng nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay, người dân áp dụng tràn lan, ngành chức năng thả nổi cho sự phát triển của từng nông hộ trên diện rộng.
Do chưa hiểu rõ thế nào là làm nhà kính và công nghệ cao, nên thực tế đã tác động tới môi trường và sức khỏe con người. Cụ thể là khu vực nhà kính nóng lên, các dịch bệnh lạ xuất hiện, nông dân chưa có lời giải. Cách đây khoảng 10 năm trồng rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mỗi ngày mỗi là khó khăn. Vì sao ạ? Vì không biết sao nó dịch bệnh, bây giờ nó đại tràng rồi, bây giờ nó dịch à. Mình không biết, mà mỗi năm mỗi nhiều. Đó, rất là khó. Không cho cây cối nó tiếp cận, hấp thu được cái năng lượng mặt trời. Mà trong năng lượng mặt trời thì có hai phần, tức là cái vùng tử, tia tử ngoại và tia hồng ngoại. Mà cái năng lượng dùng cho cây phát triển chủ yếu là hồng ngoại. Và đồng thời cái tia tử ngoại mặt trời thì nó cũng hạn chế vấn đề phát triển của những cái loài mà sâu bọ, những cái loài mà là vi sinh vật mà có hại. Thì như vậy đến một lúc nào đấy rồi là đất nó không chịu nổi, bởi vì nó có ngưỡng. Vượt qua cái ngưỡng thì tất cả mọi chuyện nó bị phá vỡ. Anh nghiên cứu lai tạo ghép một cái giống mới cũng là ứng dụng công nghệ cao. Rồi trong biện pháp canh tác ấy, ngoài những cái biện pháp canh tác trong nhà kính ấy, thì ngoài nhà kính người ta có thể sử dụng hình thức tưới tự động, hình thức bón phân tự động, rồi một số cái biện pháp khác mang phủ, rồi nhiều cái nội dung khác, thì đấy cũng là những cái nội dung về ứng dụng công nghệ cao. Đó là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới tiên tiến để sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất chất lượng nông sản. Công nghệ cao được tích hợp các ứng dụng trong cơ giới hóa những khâu của quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến. Tự động hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, các giống cây trồng cho năng suất chất lượng cao. Bên cạnh đó cũng áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến hay canh tác hữu cơ cho hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị sản xuất. Công nghệ cao đi kèm với công nghệ kiểm soát môi trường, xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường sống. Những loại rau ăn lá đã bao nhiêu năm nay nó vẫn sống trên cái đất Đà Lạt, nó nhận cái năng lượng mặt trời như vậy, nó nhận cái mưa gió của Đà Lạt, nó phát triển, nó rất bình thường. Thì đối những cái ấy, thì tại sao chúng ta không tiếp tục cho nó phát triển như vậy? Hay để cho nó tiếp thu ánh sáng mặt trời. Do chưa hiểu đúng và đủ nên người ta đánh đồng nông nghiệp công nghệ cao với nhà kính nhà lưới. Vì vậy, diện tích nhà kính nhà lưới ngày càng phát triển rầm rộ không kiểm soát. Hiện nay diện tích tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước. Tỉnh Lâm Đồng hiện đã quy hoạch đến năm 2020 phát triển diện tích canh tác rau khoảng 20.000 ha, trong đó 75% diện tích ứng dụng công nghệ cao. Dự báo hơn một năm nữa, nhà kính và nhà màng sẽ phát triển nhiều hơn, gây tác động nặng đến môi trường và cảnh quan thành phố Đà Lạt cũng như nhiều vùng khác của tỉnh Lâm Đồng. Nông dân cần hiểu đúng và rõ về nông nghiệp công nghệ cao, ngành chức năng có giải pháp kịp thời ngăn chặn tác động môi trường. Quan trọng là nông sản được sản xuất theo chất lượng xuất khẩu, mà đời sống người dân phát triển bền vững và đảm bảo sức khỏe. Như vậy có thể hiểu đơn giản là nông nghiệp công nghệ cao phải xuất phát từ giống, kỹ thuật và quy hoạch. Cho nên tùy dùng mới có thể làm công nghệ cao, nhưng mà phải tập trung chứ không có được rời rạc. Và những cái thông tin rất là hữu ích về nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Lâm Đồng vừa rồi cũng đã thay lời chào tạm biệt 365 ngày chuyển động hôm nay. Nếu như bà con nào có ý kiến phản hồi về chương trình hoặc là muốn tìm kiếm cây con giống mới, mô hình hay, hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ đang hiện trên màn hình 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc là qua số điện thoại 02633 829930. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.